sẽ review đến mọi người một chiếc máy The Jeju S Doctor Arrival Hand. Thì Như Nhi đã làm clip chia sẻ với mọi người về công dụng của máy, về cách đi máy rồi. Thì hôm nay Nhi sẽ review với mọi người về sau 2 tháng Nhi sử dụng chiếc The Jeju S này như thế nào ha. Đây là một chiếc máy rất là nhỏ gọn, Nhi có thể cầm rất là nhẹ nhàng luôn mọi người. Và bây giờ Nhi sẽ cho mọi người về review chiếc máy để mọi người có những cái lựa chọn phù hợp. Tại vì như mọi người biết là ở Nhật có rất là nhiều dòng máy, Yaman, Hitachi, Panasonic, đó là cơ bản ba dòng máy ha, và xịn sò nhất là Doctor Arrival. Thì về dòng Doctor Arrival này thì Nhi cũng được biết đến khoảng chừng 5 năm rồi, cho nên là không phải là mới đây. Nhưng mà gần đây thì ra quá nhiều mẫu mã, cho nên là không chỉ riêng các bạn mà cả bản thân Nhi cũng rất là đắn đo khi phải lựa chọn một chiếc máy phù hợp cho bản thân của mình ha. Thì bây giờ Nhi xin cho mọi người về chiếc review của chiếc máy The Jeju S này ha. Thì cơ bản về sau khi mà trải nghiệm The Jeju S này thì Nhi rất là thích cái thiết kế của nó. Đầu tiên là nhỏ gọn nè, Nhi để lên trên bàn trang điểm cảm thấy rất là dễ thương luôn mọi người. Nhìn nó hay lắm, cái màu cũng đẹp nữa nè, màu hồng nhẹ nhàng, mọi người thấy không? Màu rất là cute, dễ thương. Mà thích cái gì mà có cái kệ vậy nè, mình có cái kệ mình đỡ phải để lăn lóc trên bàn, trông nó hay rẻ tiền. Nhưng mà khi mà mình có cái kệ mình để lên trong nó sang không mọi người, rất là sang luôn ha. Rồi máy này là máy dùng sạc, cho nên là và điện 100 đến 240, cho nên là cơ bản là mình có thể xài ở Việt Nam hoặc bất cứ đâu được nè ha. Là hai điều mà Nhi thích. Thứ ba nữa, khi mà mọi người mua chiếc máy The Jeju Doctor Arrival God á, thì trước đây á, khi bất cứ bán một chiếc máy nào cho đến cho khách hàng thì khách cũng hỏi Nhi là chị ơi, em có phải theo sản phẩm của máy hay không, hay là em có thể xài bất cứ showroom nào. Và thực sự thì nếu như có điều kiện thì Nhi vẫn mong muốn là các bạn nên xài showroom của chính cái dòng máy đó, thì nó mới phát huy được những cái tính năng nổi trội và hiệu quả của nó và đặc trưng của nó. Tại vì tùy theo một cái dẫn chất mà nó làm cho cái dòng điện nó được mạnh hơn hoặc truyền đến sâu hơn với da mặt của mình, và mình cảm nhận được cái hiệu quả của nó chân thật nhất. Thì nhưng mà có những bạn thì cơ bản là để dành tiền vừa đủ mua cái máy thì cũng ngán tiền showroom. Như một chai showroom này để mà xài chung với chiếc máy này thì chai này khoảng 4 triệu. Kết hợp với chiếc máy này thì nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Nhưng mà có những bạn khi mà mới mua máy á, vẫn còn ngại cái tiền showroom. Không biết là mình đầu tư cái chai showroom này có hiệu quả không, mà phải đầu tư. Thì điều như cực kỳ ưng ở chiếc máy này là khi mọi người mua chiếc máy The Jeju S này, Nhi được tặng ngay luôn một chai tế bào gốc màu đen như vậy. Nhi được tặng ngay luôn mọi người. Và nhờ được tặng ngay như vậy là Nhi có thể trải nghiệm được. Và khi mà Nhi trải nghiệm ngay cái lần đầu như vậy thì Nhi sẽ cảm nhận ngay được là xài thích thật. Và song song đó thì Nhi cũng sẽ thử kết hợp với những chai serum mà Nhi đang hiện có. Như những chai mà Nhi hay giới thiệu cho mọi người đi máy, như là của Yaman cũng có nè. Nhưng mình xài những chiếc máy Yaman mình cũng có những serum của nó, hoặc là tế bào gốc Megami, hoặc bất cứ tế bào gốc của Shibon, Shiseido hay bất cứ hãng nào, thì mình kết hợp thử và mình sẽ cảm nhận được ha. Ok, và sau cùng thì Nhi sẽ chia sẻ về cái cảm nhận của Nhi sau mỗi lần xài máy. Thì cứ mỗi buổi tối sau khi xài máy xong thì sáng Nhi dậy, thì điều đặc biệt ngay lúc xài máy đó, Nhi cảm thấy là da rất là mau khô, cực kỳ mau khô. Cứ thoa lên mà chưa kịp đi là nó đã khô. Tại vì nó khả năng thẩm thấu quá là cao, nó thẩm thấu vô, nó đưa sâu vô cả cái tầng hạ bì của mình, chứ không phải là chỉ cái lên bên lớp biểu bì ở bên ngoài thôi, mà nó đưa vô trung bì và đưa vào hạ bì, nó thẩm thấu sâu vô da mặt của mình. Đó là vì sao làm cho cái da của Nhi càng ngày càng đẹp theo thời gian mà Nhi sử dụng máy. Máy rất là nhỏ gọn. Và đặc biệt cái máy này nó xài sạc, cái dòng điện, cái lực điện nó vừa đủ, cho nên là mình có thể sử dụng được mỗi ngày luôn mọi người. Có thể sử dụng mỗi ngày, ok, nếu như mình muốn chăm sóc chuyên sâu cho da của mình. Nhưng mà nếu như Nhi xài kết hợp nhiều máy thì một tuần Nhi vẫn chỉ sử dụng là 2 đến 3 lần ha. Và xài rất là dễ, tất cả mọi các bước tích hợp lên một nút bấm, cho nên là Nhi không phải đau đầu. Nhưng cứ vậy mà Nhi cầm Nhi đi,
Và cơ bản cái cuốn catalog này cũng không cần phải dịch gì nhiều. Nó có hẳn một cái tấm hình, có những chiều mũi tên xoay dáng ốc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và Nhi cứ đi theo như cái hình như vậy thôi. Và Nhi đã có thể sử dụng được. Và sau khi mà Nhi đi khoảng chừng 6 bước này, mỗi thứ một chút, 2 dòng, 3 dòng, thì máy tự động ngắt điện. Và như vậy là Nhi ngưng. Nếu như mà Nhi xài thường 2 lần, 3 lần thì Nhi ngưng, Nhi không cần phải đi tới đi lui nữa. Và sau khi xài xong chai tinh chất mà để mà đi máy mà Nhi được tặng kèm, thì Nhi có thể dựng bất cứ kem nào của Nhi lên ha. Và nếu như được thì khi mà xài cái chai tinh chất này mà mọi người cảm thấy là nó mông khô quá, nó hơi hao chút xíu, thì mình có thể mua thêm một chai mix spray này. Là cái này là chai mix spray này, cái dòng này là cái mẫu mã mới nhất ở Nhật, thì nó mới vừa ra thôi ha, cho nên là vẫn còn chưa có bán ra rộng rãi thị trường, cho nên chắc khoảng chừng cuối tháng này đến tháng sau là mình sẽ có cái mẫu này ha. Thì mình sẽ xịt thêm lên khi mình đi máy. Cái tia nó khá là nhạt, nó làm cho nó ướt nhẹ nhàng cái mai, ướt nhẹ nhàng, và cái serum kia lâu khô hơn, và mình đi nó được trơn tru hơn. Và khi mà mặt của mình nó ướt như vậy đó mọi người, thì mọi người đi sẽ cảm nhận rõ được những cái sóng EMF, những cái sóng điện đưa sâu vào da của mình ha. Và ngay ngày hôm đó thì đi xong như cảm thấy cái da mình nó căng rồi, và cảm giác rất là thích luôn mọi người. Và Nhi thoa kem nó cũng sẽ thẩm thấu hơn cái hôm mà Nhi không đi máy ha. Rồi sáng sáng hôm sau thức dậy, sáng hôm sau thức dậy cảm thấy da của Nhi căng và rờ, không có cảm giác khô rát. Và những cái vùng mà Nhi hay trâu mày đó, có hai nếp nhăn, đó là cái khuyết điểm trên gương mặt của Nhi, và Nhi luôn cố gắng để cải thiện. Thì hai cái lần trâu mày thì bình thường sáng dậy cái mùa đông như vậy nó vẫn sẽ hơi khô, nếu như mà thoa không đủ kem nó sẽ hơi khô và hơi có cái lằn nhẹ, do nó đã thành nếp nhăn sâu rồi nó sẽ có lằn nhẹ. Nhưng khi hôm nào mà Nhi đi máy thì sáng như vậy Nhi sẽ cảm thấy hai cái lằn này nó không có hành lằn, nó đỡ hơn rất là nhiều. Cảm giác của mình là nếp nhăn được cải thiện và da mặt của Nhi nó căng bóng hơn. Và sáng hôm đó Nhi rửa mặt, Nhi cảm thấy là da mặt cũng sáng hơn một tông nè. Và Nhi thoa những cái kem của ngày hôm sau cũng cảm giác rất là thẩm thấu, như là cái cảm giác là ngày hôm qua có đi máy rồi á, hôm nay thoa kem á nó thấm nhiều lắm. Mà Nhi trang điểm cũng thấy là da của Nhi nhìn hồng hào hơn nè, mà nhìn tươi tắn hơn là cái hôm trước đó Nhi không có đi máy ha. Đây là những cái review và cảm nhận của Nhi. Và thực sự chiếc máy rất là dễ đi, và nó đỡ nhức đầu lắm. Những hôm mình cảm thấy mệt mỏi mà ngồi phải bấm nhiều nút để mà đi á thì nó cũng hơi phiền. Nhưng mà chiếc máy tất cả tích hợp cho một nước máy, và có thể nâng cơ, tạo cầm V-line, giúp da mình sản sinh collagen, giúp da căng bóng mịn, cải thiện rất là nhiều vấn đề về da. Giá thành cũng vừa phải nữa, cho nên đó là vì sao Nhi chọn đầu tư cái này. Ok, xin chào và tạm biệt mọi người. Hy vọng rằng những cái review của Nhi sẽ giúp ích cho mọi người. Nếu như thấy video hay thì hãy nhấn đăng ký và subscribe cho Nhi nhé. Tạm biệt.